Một lần nữa xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng màn hình của VIETV Network. Và đây là phần thứ hai của chương trình Top News hôm nay, bản tin đầu tiên trong phần thứ hai liên quan đến vấn đề Hoa Kỳ đang đưa ra cái sự lường định và dự trù là họ sẽ gắn thêm những cái hệ thống radar ở tại tiểu bang Hawaii để có thể cảnh báo trước những cái hỏa tiễn của Bắc Hàn có thể bắn qua tiểu bang Hawaii. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết bản tin. Thưa quý vị, Đô đốc Haribe, tức là tư lệnh của lực lượng hải quân của Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, hôm nay nói rằng là Hoa Kỳ dự tính để thêm nhiều radar nữa tại Hawaii để báo trước việc tấn công của hỏa tiễn Bắc Hàn. Và việc này chỉ có thể thành công và kêu là bảo vệ hoàn toàn được Hawaii cho đến năm 2023 thì mới xong được cái việc này. Thì đây là những cái dàn radar mới nhất của người Hoa Kỳ mà người ta cho rằng hiện nay các cái dàn radar đang được sử dụng ở trên thế giới như là THAAD đang có ở Nam Hàn hoặc là hệ thống dàn hỏa tiễn Aegis chống lại hỏa tiễn từng vùng thì có thể đã không có đủ sức để mà ngăn chặn lại radar của các cái hỏa tiễn của địch quân. Vì vậy cho nên họ cần phải phát triển những cái radar mới nữa để có thể ngăn chặn và báo trước hỏa tiễn của địch quân để có thể chặn được những hỏa tiễn này bằng cách dần dùng radar báo trước. Hiện nay các hỏa tiễn kia chỉ chống lại hỏa tiễn của địch được như là THAAD nhưng vẫn còn thiếu một hệ thống radar báo trước sự xuất hiện của radar địch của hỏa tiễn địch quân. Thưa quý vị. Thưa quý vị, kế tiếp một bản tin cho biết là an ninh đang được tăng cường và thắt chặt tại hội nghị quốc tế ở thành phố Munich. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết bản tin. Thưa quý vị, đây là hội nghị quốc tế về an ninh tổ chức hàng năm ở ngay tại Munich. Đây là lần tổ chức thứ 54. 4.000 cảnh sát đã được huy động để canh giữ cái hội nghị này và bảo vệ an ninh cho những vị lãnh đạo quốc gia cũng như rằng là những cái người mà Bộ Ngoại giao hoặc là những người liên quan đến vấn đề an ninh của các quốc gia trên đến tham dự hội nghị ở ngay tại Munich, một cái thành phố ở mảng Nam của nước Đức. Những nước tham dự gồm các thành viên của khối NATO, Liên Âu cũng như là của Liên Hiệp Quốc đều có trách nhiệm trong cái vụ gìn giữ an ninh chung cho toàn thế giới và cuộc họp sẽ kéo dài nhiều ngày. Dĩ nhiên trong cuộc họp đó sẽ có những cuộc họp bên lề của các cái lãnh đạo an ninh, lãnh đạo quốc gia cũng như các nhân viên an ninh quốc gia trên thế giới để có thể bàn về an ninh riêng về từng khu vực. Thưa quý vị. Thưa quý vị, kế tiếp là một bản tin cho biết là một cái cơ quan chuyên giám sát chiến tranh ở tại bên Ukraine đang kêu gọi là phải nên giải quyết chính trị cho tình hình ở tại bên Ukraine để tránh tình hình trở nên thêm xung đột. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết bản tin. Thưa quý vị, kể từ khi người Nga chiếm được bán đảo Crimea và sau đó sáp nhập họ vào nước Nga thì Ukraine vẫn có những xung đột mới và những xung đột đó đến từ tăng cường ảnh hưởng và người Nga đã lập ra một cái tổ chức ly khai ở tại mảng đông của Ukraine và đưa đến xung đột giữa mảng đông với là nước Ukraine khiến cho đã có ít nhất 10.000 người chết từ năm 2014. Sau đó cuộc ngưng bắn được thi hành ở giữa đôi bên và sự ngưng bắn đó được kêu là theo dõi bởi tổ chức OSCE của Liên Âu. Tuy nhiên thì hiện nay cơ quan OSCE nhận thấy rằng việc can thiệp của Liên Âu chưa có đủ và họ muốn rằng là việc Ukraine phải tiến hành bằng một giải pháp chính trị để giải quyết vấn đề người Nga cũng như người Ukraine và việc ly khai của mảng đông trên căn bản chính trị thì lúc bây giờ mới tránh được xung đột, bởi vì hiện nay xung đột ở giữa đôi bên vẫn cứ xảy ra hàng ngày và gây ra chết chóc cho cả hai phía. Thưa quý vị, theo tin mới nhất cho biết thì NATO đang chuẩn bị để có những cái chương trình huấn luyện quân sự cho lính của Iraq ở tại Iraq. Anh Phạm Cơ sẽ đưa thêm chi tiết liên quan đến vụ này. Thưa quý vị, quân đội Iraq đã hoàn thành cuộc kêu là phản công chống lại lực lượng ISIS tại Iraq. Trước đây lực lượng ISIS đã đổ bộ tại Iraq và chiếm gần hết nước này. Sau đó thì với sự giúp sức của Hoa Kỳ cũng như các cái lực lượng khác, nhất là lực lượng của Iran, thì Iraq đã thành công trong việc chống lại được ISIS và hiện nay thì coi như họ đã giải quyết và giải phóng được tất cả những vùng đất mà trên đất Iraq mà đã bị quân ISIS chiếm đóng, nhất là thành phố Mosul. Và hiện nay họ đang yêu cầu NATO tổ chức huấn luyện cũng như viện trợ cho lính Iraq tại Iraq.
Thưa quý vị, Tổng thư ký của khối NATO ước lượng rằng họ cần phải có thêm nhiều ngân khoản nữa để có thể chuẩn bị huấn luyện quân sự cho lính Iraq ở ngay tại trên đất Iraq. Hiện nay NATO có vào khoảng 200 nhân viên đang tham gia việc huấn luyện quân sự này tại thủ đô Baghdad, và họ cần phải có sự hợp tác của các quốc gia khác của NATO để có thể tiếp tục được chương trình này. Thưa quý vị, một bản tin kế tiếp liên quan đến ông Thủ tướng của Nhật Bản, ông Shinzo Abe và vợ của ông này. Thưa quý vị, một số người dân đã xuống đường biểu tình tiếp tục để chống lại ông này cũng như là vợ của ông đã từng có những cái vụ dính dáng đến hối lộ liên quan đến vụ xây một cái trường học ở tại thành phố Osaka. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết bản tin này. Thưa quý vị, vụ này xảy ra đã lâu rồi và người ta nghĩ rằng mọi việc yên ắng bởi vì không có thể nhắc đến trong vài tháng vừa qua. Đây là cái vụ kêu là bà Abe, tức là vợ của Thủ tướng Nhật, ông Abe đã dính líu vào một cái ngôi trường tư nhân, và ngôi trường này đã được kêu là ưu ái của chính phủ để có thể mua được một miếng đất rất tốt. Và ngôi trường này thì mục đích của họ là giáo dục cho trẻ em trở thành ra những người mà có khuynh hướng liên quan đến quân phiệt, tức là những cái tổ chức quân sự thiên về quân sự và thiên về vấn đề kêu là bảo vệ nước Nhật đã chiếm đóng Á Châu cũng như rằng gây ra trận thế chiến thứ hai. Vì vậy cho nên tổ chức này không có được người dân Nhật ưa chuộng, bởi vì nó tổ chức là cái nước, bởi vì tổ chức này là nguồn gốc của tất cả những biến động trong thế chiến thứ hai và đưa nước Nhật đến thảm hại sau thế chiến thứ hai. Tuy vậy thì người ta nghĩ rằng ông Abe và bà Abe đã chối bỏ tất cả những cái liên quan này và cho rằng những cái lời buộc tội là không chính đáng. Tuy nhiên, ngày hôm nay, các cuộc biểu tình chống ông Abe và bà Abe đã bùng nổ trở lại ở Nhật. Người ta cho rằng những điều ông Abe nói là sai. Và ông Abe rõ ràng, vợ của ông cũng vậy, đã có liên quan đến những tổ chức cực hữu này. Thưa quý vị, một bản tin kế tiếp cho biết là một cái cuộc tập trận đã được bắt đầu vào ngày hôm nay giữa ba quốc gia Thái Lan, Nam Hàn và Hoa Kỳ. Anh Phạm Cơ sẽ đi sâu hơn chi tiết của bản tin này. Thưa quý vị, ba quốc gia Thái Lan, Hoa Kỳ và Nam Hàn đã tổ chức một cuộc tập trận và có đổ bộ trên vùng bờ biển Chonburi thuộc về miền Nam của Thái Lan. Đây là một phần của cuộc tập trận có tên là rắn hổ cáp màu vàng, rắn hổ cáp vàng, Cobra Gold. Đây là những cuộc tập trận lớn nhất và quan trọng nhất của vùng này. Người ta nghĩ rằng cuộc tấn công này và cuộc tập trận này nhằm để bảo vệ các nước ở Đông Nam Á trước cái sự bành trướng ảnh hưởng hiện nay của Trung Hoa. Hoa Kỳ nói rằng là họ đã không có tham dự trận kêu là các cuộc tập trận của mạnh hổ vàng này, của kêu là Cobra Gold, tức là bò cạp vàng. Kể từ năm 2014, khi là cái năm mà khi có cuộc đảo chính ở Thái Lan, thì Hoa Kỳ từ ý rút lui và không sát cánh với Thái Lan trong các cuộc tập trận. Tuy nhiên, với dưới cái sự kêu là cầm đầu chính quyền ở Mỹ hiện nay của ông Trump, thì Hoa Kỳ lại trở lại cùng với Thái Lan và Nam Hàn tiếp tục các cuộc tập trận liên quan đến bò cạp vàng này, thưa quý vị. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc ông cựu cố vấn chiến lược của ông Tổng thống Trump, đó là ông Steve Bannon. Ông này đã bị ủy ban của ông Mueller và Quốc hội Hoa Kỳ thẩm vấn rất là nhiều lần trong cái tuần này liên quan đến cái vấn đề mà ông Trump với lại người Nga. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết bản tin. Thưa quý vị, ông Steve Bannon, tức là một cố vấn đặc biệt về chiến lược của ông Trump, đã bị mất chức và phải từ chức sau khi bị nhiều người cho rằng là ông đã vi phạm nhiều cái lỗi lầm trong khi làm cố vấn cho ông Trump. Và hiện nay thì ông đang bị ủy ban Mueller, tức là ủy ban công tố đặc biệt điều tra về vấn đề Tổng thống Trump tư thông với người Nga chú ý. Thưa quý vị, ngày hôm qua và ngày hôm kia, trong vòng 3 ngày thôi, ông đã có cuộc thẩm vấn của ủy ban Mueller trong 20 giờ liên tiếp trong 2 ngày. Tuy nhiên thì người ta cho biết rằng là ông đã không tuyên bố và không tiết lộ gì về cái nội dung các cuộc thẩm vấn này. Tuy nhiên, sau đó thì ông có một cuộc thẩm vấn khác với Quốc hội, với Hạ viện Hoa Kỳ, trong đó có ủy ban kêu là ủy ban tình báo Hạ viện Hoa Kỳ, và người mà quý vị đang thấy đó là ông Adam Schiff, dân biểu của Hạ viện Hoa Kỳ thuộc Đảng Dân chủ. Ông này nói rằng là ông Mueller khi ra trước ủy ban đã không chịu khai điều gì, viện dẫn cái quyền đặc quyền của hành pháp để không chịu khai bất cứ điều gì cho ủy ban. Dân biểu Adam Schiff nói rằng họ sẽ vận dụng tất cả mọi áp lực để bắt buộc ông
Bannon sẽ phải khai trước Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ. Tuy nhiên điều đó phải nói rằng rất khó hiện nay, thưa quý vị. Kế tiếp, một bản tin cho biết là một người bà đã tố cáo cháu của mình sau khi mà bà đã khám phá ra được một cái tài liệu người cháu của mình đang là âm mưu để có những cuộc tấn công khủng bố tại Hoa Kỳ. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết cho bản tin này. Thưa quý vị, đây là một cái tin đặc biệt nữa. Joshua O'Connor, tức là một học sinh của trường trung học ACES ở ngay tại thành phố Everett của tiểu bang Washington đã bị bắt sau khi người bà của y tìm thấy trong tập vở của y một chương trình dùng súng và chất nổ để gây nên một cuộc tấn công mới với tỷ số tử vong cao nhất diễn ra tại trường ACES ở ngay tiểu bang Washington, thành phố Everett. Việc tố cáo này xảy ra một ngày trước khi có vụ nổ súng xảy ra ở trường học Florida mà quý vị đều biết mấy ngày trước đây. Thì hiện nay em này đã bị bắt và đang chịu cuộc điều tra về vấn đề này. Em này cho nói rằng là người ta nghĩ rằng em đang dự trù mua nhiều khẩu súng và đã cướp một cái tiệm convenience store trước đây. Tuy nhiên thì hiện nay cảnh sát cũng không cho biết gì thêm về những cái chi tiết mà chúng tôi vừa kể và đang chờ cuộc điều tra của chính phủ, thưa quý vị. Quay sang một bản tin khác liên quan đến việc Thượng viện của Hoa Kỳ đã bị thất bại trong việc thông qua được dự luật về cải tổ di trú. Mời quý vị nghe Phạm Cơ sẽ nói thêm chi tiết cho bản tin. Thưa quý vị, có 4 dự luật về cải tổ di trú liên quan đến những người Dreamer hoặc là DACA, tức là những người đã tới Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp khi họ còn trẻ tuổi, tức là dưới 18 tuổi. Và có 4 dự luật này, thưa quý vị, khác nhau bởi vì họ có những tất cả có một nguồn gốc thì là đều kêu là cải tổ di trú và tha bổng, cũng như rằng là cho những người DACA hoặc là Dreamer nhập quốc tịch. Tuy nhiên, mỗi một dự luật đi kèm một cái luật khác nhau và tất cả 4 dự luật nói trên đều không đủ túc số để thông qua được Thượng viện Hoa Kỳ. Trong đó có một dự luật lưỡng đảng nhằm hợp thức hóa những người này. Thì ông Trump cũng không đồng ý với dự luật của lưỡng đảng này, và dự luật mà ông bảo vệ cũng là một dự luật của Đảng Cộng Hòa, riêng của Đảng Cộng Hòa. Nhưng dự luật này cũng bị 95 người trong Đảng Cộng Hòa bác bỏ tại Thượng viện. Thì nói chung là tất cả những dự luật liên quan đến vấn đề cải tổ di trú và liên quan đến vấn đề ân xá cho những người Dreamer thì đều bị bãi bỏ hoàn toàn. Người ta không biết rằng Hạ viện sẽ làm gì với điều này và Tổng thống Trump sẽ làm gì với những cái người mà người ta gọi là được bảo vệ bởi sắc lệnh DACA được ký năm 2012 dưới thời ông Barack Obama, thưa quý vị. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Top News của Đài VIETV Network, và vừa rồi là một số những tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới mới nhất chúng tôi vừa mới gửi tới quý vị. Sau đây là tin liên quan đến Việt Nam cũng như phần tin liên quan đến cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Về tin Việt Nam thì thưa quý vị, đêm giao thừa vừa qua tại Sài Gòn, sau khi mà kết thúc cái buổi bắn phá bông thì thưa quý vị, một cái biển rác đã hiện hữu ở tại khu vực của thành phố Sài Gòn. Một bản tin kế tiếp liên quan đến cơ quan VIETV. Thưa quý vị, VIETV đã chính thức vào thị trường ở tại Myanmar. Anh Phạm Cơ sẽ lần lượt gửi tới quý vị chi tiết của những bản tin này. Thưa quý vị, xả rác là một điều phải coi rằng là bình thường đối với những người dân Việt Nam hiện nay, bởi vì họ không coi những nơi công cộng là những nơi của dân chúng, họ coi như là nhà riêng, họ muốn xả rác thì xả rác. Vì vậy, năm nào cũng vậy, vào những buổi lễ công cộng như là bắn pháo bông hoặc là những buổi tụ họp vui chơi khác, bao giờ rác cũng xả ra rất là đầy khắp nơi. Mặc dù rằng nơi đây có những thùng rác nhưng không ai đến những thùng rác để bỏ, bởi vì xa hơn và họ xả ngay tại chỗ. Do đó sau khi lễ bắn pháo bông chấm dứt thì rác xuất hiện đầy khắp nơi như là một biển rác. Thì đây là cái đặc tính cổ hữu của những người dân đang ở tại Việt Nam, tại các thành phố lớn ở Việt Nam hiện nay. Đó là bản tin đầu tiên. Bản tin thứ hai liên quan đến VIETV. VIETV là một tổ chức của quân đội Việt Nam làm kinh tế. VIETV liên quan đến vấn đề tổ chức những cái làn sóng và những cái kêu là những cái sóng về 4G, tức là về điện thoại cá nhân cầm tay. Và hiện nay thì họ đang hoạt động khắp nơi ở trong vùng Đông Nam Á. VIETV vừa ký được một cái công tác với là Myanmar để có thể cung cấp điện thoại 4G về cái hệ thống điện thoại 4G cho cả cái thành phố thủ đô của Naypyidaw của Myanmar. Thì đây cũng là một cái chuyện rất là lạ lùng, bởi vì quân đội không lo đánh giặc nhưng mà chỉ lo đi làm kinh tế mà thôi, thì cũng là một cái chuyện làm giàu cho những cái người lãnh đạo của quân đội. Còn
binh sĩ thì chắc cũng không được hưởng gì qua chuyện này. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó về sinh hoạt cộng đồng người Việt tại hải ngoại thì phóng viên của VIETV đã ghi nhận vào tối ngày hôm qua giao thừa, thì thưa quý vị, vào thời khắc giao thừa đón năm mới thì nhóm phóng viên của VIETV đã có mặt ở tại một số nơi để mà đưa đến hình ảnh người Việt Nam của chúng ta đến chùa, đến những cái trung tâm để mà đón giao thừa rất là vui nhộn, và đặc biệt là tại khu vực như là Grand Century ở tại San Jose của California, cộng đồng người Việt Nam của chúng ta cũng đã có mặt để đón giao thừa rất là vui nhộn và rất là thiêng liêng, thưa quý vị. Đó là một sinh hoạt mà VIETV của chúng tôi đã ghi nhận được để gửi tới quý vị trong chương trình phần Top News ngày hôm nay. Và đến đây, thưa quý vị, chúng tôi xin được kết thúc cho chương trình Top News ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chào tạm biệt, và không quên kính chúc cho quý vị một năm mới, năm Mậu Tuất được tràn đầy hạnh phúc và may lành, cũng như là mọi sự bình an và sự như ý. Cảm ơn quý vị và xin kính chào tạm biệt.